Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và các Hiệp định Thương mại Tự do FTA thế hệ mới là những hiệp định có mức độ cam kết sâu và rộng trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Do đó, các hiệp định này được coi là cú hích kỳ vọng tạo nên sức bật phát triển mới cho thương mại và đầu tư của Việt Nam trong trung và dài hạn. Việc Việt Nam tham gia một số FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và FTA Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đang tạo ra làn sóng hội nhập lần thứ hai mạnh mẽ hơn cho Việt Nam. Làn sóng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu cũng như gia tăng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Từ góc độ thu hút đầu tư nước ngoài, các đánh giá cho thấy kết quả năm đầu thực thi CPTPP không mấy khả quan. Năm 2019, Việt Nam thu hút sấp xỉ 9,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ các nước CPTPP, giảm gần 36% so với năm 2018. Xét theo từng đối tác, đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam có mức giảm sâu nhất về giá trị, từ gần 9 tỷ đô la Mỹ năm 2018 giảm xuống còn hơn 4 tỷ đô la Mỹ năm 2019, tương đương giảm 52%. Năm 2020, kết quả thu hút FDI từ khối CPTPP đã khả quan hơn, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với năm 2019, trong bối cảnh tổng vốn đầu tư nước ngoài mà Việt Nam thu hút trong năm này giảm gần 25%. Các chuyên gia cho rằng, Hiệp định CPTPP và các FTA đang tạo ra sức hấp dẫn riêng của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn chuyển dịch từ Trung Quốc dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đăng ký mới từ đầu năm đến nay đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ, vốn tăng thêm đạt trên 7,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Mức tăng ấn tượng này có được là do 10 tháng qua, 3 dự án lớn được cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh, bao gồm dự án điện LNG Long An 3,1 tỷ đô la Mỹ, LD Display Hải Phòng tăng vốn thêm 2,15 tỷ đô la Mỹ, nhiệt điện Ô Môn 2 1,31 tỷ đô la Mỹ, nên cả vốn đăng ký mới và tăng thêm đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ. Việt Nam đã bước vào trạng thái bình thường mới trong khi các điều kiện kinh tế không thay đổi. Bên cạnh đó, nền chính trị rất ổn định và các hiệp định thương mại tự do đã ký đang ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư, trong đó có Nhật Bản. Nhật Bản luôn là nhà đầu tư lớn của Việt Nam và trong năm nay, các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam, mà dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 là một thí dụ. Thời gian tới, các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng chuyển dịch đầu tư của mình về các địa phương thay vì các thành phố lớn như là Hà Nội hay là Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã chuyển dịch từ sản xuất sang khu vực dịch vụ. Da giày là ngành hướng ra xuất khẩu, với hơn 90% sản phẩm sản xuất ra để xuất khẩu. Việc hội nhập thông qua tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là CPTPP, là cơ hội lớn để ngành thu hút đầu tư, tăng năng lực sản xuất. Song trên thực tế, quá trình đàm phán TPP và sau này là CPTPP đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp ngành da giày thu hút đầu tư từ việc dịch chuyển chuỗi sản xuất nguyên phụ liệu vào Việt Nam. Chúng ta biết là chúng ta có một cái ngành công nghiệp da giày rất phát triển và khá là thành công khi mà chúng ta đã đứng vị trí thứ hai về xuất khẩu trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì một cái điểm yếu và cái nút thắt chính của là chúng ta vẫn chưa có một cái ngành công nghiệp hỗ trợ tương xứng với cái ngành sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Thì cái giải quyết khúc mắc đó thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái chiến lược dài hơi. Thì chúng tôi thấy cái chương trình mà phát triển công nghiệp hỗ trợ này là một trong những cái giải pháp rất là hiệu quả để thúc đẩy các cái doanh nghiệp của chúng ta đầu tư phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cũng như là thu hút đầu tư nước ngoài sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam đã tận dụng cơ hội từ CPTPP để thâm nhập vào những thị trường mới như Canada và Mexico là những nước lần đầu tiên có FTA với Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát năm 2020, xuất khẩu sang thị trường châu Âu và thị trường các nước tham gia CPTPP vẫn đạt kết quả tích cực. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam bước đầu tận dụng được các lợi thế từ EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang EU. Cũng theo Bộ Công Thương, trong năm 2020, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP đạt 79 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước CPTPP đạt khoảng 38,7 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu từ các nước này đạt 40,3 tỷ đô la Mỹ. Hy vọng trong năm 2021, sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát ở các nước, tình hình xuất nhập khẩu sẽ khả quan hơn. Cái việc chúng ta duy trì được cái điều kiện chống dịch rất là tốt để đảm bảo cho sản xuất. Và chúng ta cũng đang tích cực tận dụng những các cái hiệp định thương mại tự do. Đấy cũng là một cái yếu tố chủ quan mà chúng ta đã phấn đấu trong rất nhiều năm vừa qua. Để đến ngày hôm nay chúng ta có 17 cái hiệp định thương mại tự do, trong đó 15 cái hiệp định đã ký và đã có hiệu lực.
Và như vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta đã tận dụng được rất nhiều từ các cái hiệp định này. Rồi sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong khâu cắt giảm các cái thủ tục hành chính và tháo gỡ các cái khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu. Dù hiệu quả tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại CPTPP và các FTA thế hệ mới của các doanh nghiệp Việt Nam đã được cải thiện nhiều, nhưng theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì mới chỉ có 29% doanh nghiệp có giao dịch xuất khẩu với các nước thành viên CPTPP có lô hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định. Như vậy, tiềm năng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước tham gia CPTPP và các nước EU còn rất lớn. Các doanh nghiệp trong nước cần nỗ lực hơn nữa để khai thác lợi thế từ các hiệp định thương mại thế hệ mới này.